15 ngày cuối tháng 4 âm lịch, con giáp này bất ngờ trúng số độc đắc, cực giàu và may mắn. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt đều hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi người đều mang trong mình một lá số tử vi khác nhau. Có người thời điểm trước gặp rất nhiều may mắn, tài lộc tự tìm đến cửa, cuộc sống nhẹ nhàng, sung sướng mà vẫn giàu sang, phú quý đủ đầy. Nhưng có những người lại chẳng có gì trong tay, làm đến đâu tiêu hết đến đó, cuộc sống nghèo khổ đeo bám đến tận bây giờ. Khi xem tử vi của 12 con giáp trong năm Tân Sửu 2021, đặc biệt là thời điểm 15 ngày cuối tháng 4 âm lịch sắp tới, vận số của hai con giáp này thay đổi đến bất ngờ, may mắn cứ tiếp tục kéo đến xếp hàng trước cửa, giàu sang nứt vách. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu xem đó là những con giáp nào, phần liệu mình có may mắn thuộc những con giáp này hay không, để chủ động nắm bắt cơ hội của mình đón tài lộc vào nhà. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Chúc mừng tuổi Sửu là con giáp đầu tiên nhận được may mắn trong 15 ngày cuối tháng 4 âm lịch sắp tới. Mệnh chủ nhờ có cục diện tam hợp thái tuế che chở, công việc vì thế mà tiến triển thuận lợi, đánh dấu được bước chuyển mình mạnh mẽ, dần dần đi vào ổn định. Lại thêm nguyệt lệnh lâm đất quan đới, báo hiệu cơ hội thăng tiến không hề ít. Tài lộc cũng có dấu hiệu khởi sắc hơn so với trước đó, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, tiền bạc chi tiêu sùng rỉnh. Tuy nhiên, trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Sửu cần đi đứng cẩn trọng, kẻo va chạm xe cộ, gặp tai họa huyết quang do ngũ quỷ gây ra. Cụ thể qua từng phương diện như sau. Thứ nhất, về sự nghiệp. Tử vi tháng 4 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, trong 15 ngày cuối tháng, nhờ được nhiều cát tinh soi chiếu, phương diện sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu hứa hẹn có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ, dần đi vào ổn định. Đây sẽ là khoảng thời gian cơ hội liên tục mở ra với những chú trâu khi có tam hợp quý nhân xuất hiện. Trong thời điểm này, mệnh chủ sẽ phát huy được năng lực, bản lĩnh vững vàng của mình. Cá nhân được tập thể ủng hộ, tài năng được chứng tỏ, tinh thần làm việc hăng say, đạt được thành tích đáng nể. Dù vẫn còn tồn tại không ít thách thức và khó khăn, song bản mệnh không cần lo lắng quá vì quý nhân luôn ở bên trợ giúp và sẽ có chỉ điểm và lúc thích hợp để bản mệnh đi đúng đường. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là bản mệnh hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Hãy mạnh dạn làm theo ý của mình, tin tưởng vào năng lực của bản thân, kết hợp với những dẫn dắt của quý nhân, mệnh chủ tuổi Sửu sẽ sớm chạm tay vào ánh sáng nơi cuối con đường dẫn tới thành công. Bên cạnh đó lại xuất hiện thêm nguyệt lệnh lâm đất quan đới, báo hiệu cơ hội thăng tiến không hề ít. Khó khăn trước mắt đều được đẩy lùi, mọi việc hoàn thành đúng tiến độ, được cấp trên ghi nhận và tặng thưởng xứng đáng. Mọi chuyện đang đi theo đúng quỹ đạo mà bản mệnh mong muốn, điều đó khiến bản mệnh rất hài lòng với những gì mà mình đã gây dựng được cho tới hiện tại. Tuy nhiên, giữa những điểm thuận lợi thì vẫn có những nguy cơ đang rình rập mà tuổi Sửu không thể chủ quan nếu mong muốn công sức của mình bấy lâu không thành dã tràng. Tử vi nhận thấy có thể mệnh chủ đang phát triển mạnh mẽ quá nên rất dễ rơi vào tầm ngắm của kẻ xấu bụng. Nhất là khi hung tinh thiên quan nhập cục, tiểu nhân sẽ tìm mọi cách để cản trở bước tiến của bản mệnh, không để bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu. Điều duy nhất bản mệnh có thể làm lúc này là hãy dành sự thận trọng,
phải tự ý thức về những việc mình đang làm, nhìn rõ phương hướng, đừng để mình lầm đường, lạc lối, mắc phải cạm bẫy của kẻ tiểu nhân. Chính vì vậy, trong thời điểm này, mệnh chủ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn, bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, vận hạn, tăng cường cát khí. Thứ hai, về tài lộc và tiền bạc. Tử vi cho thấy, cục diện tỷ sử bán hợp mang tới cho những chú trâu không ít vui về tài chính trong thời điểm cuối tháng sắp tới. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm được tiền bạc dựa vào chính sức mình. Dù đang làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán cũng đều có thu nhập tăng vọt. Trong thời gian này, việc kinh doanh buôn bán có dấu hiệu khởi phát, buôn bán tấp nập đơn hàng, lợi nhuận thu về vô cùng khả quan. Thậm chí các kế hoạch đầu tư làm ăn tưởng chừng thất bại trước đó, đến nay cũng bắt đầu sinh lời. Bản mệnh càng có cơ sở để tin tưởng vào quyết định của bản thân mình. Thời điểm này, bản mệnh có thể tranh thủ tiến hành ý định kinh doanh hay mở rộng đầu tư để tài khí thêm vượng. Nhưng sớm không đồng nghĩa với nóng, kiểu rủi ro ập tới sẽ rất đáng tiếc. Đốt cháy giai đoạn sẽ chỉ khiến bản mệnh dễ vấp ngã ngay từ những bước đi đầu tiên. Điều cần thiết là hãy lên kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí với cả những rủi ro có thể phải đối mặt. Khi đã có sự chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo bản mệnh sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Tuy nhiên, đương lúc tài lộc rủng rỉnh, dù không phải là người tiêu xài phung phí, nhưng tuổi Sửu lại mắc bệnh mê hàng hiệu, dễ xa đà, ném tiền vào những món đồ đắt tiền. Dù tiền nào của nấy, nhưng nếu không có kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, bản mệnh sẽ tiêu tốn khoản không nhỏ mỗi tháng cho thú vui hàng hiệu, tự gây gánh nặng tài chính cho mình. Ngoài ra, để kích hoạt tài lộc, tùy Sửu hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi hung tinh, hóa giải thị phi, mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ. Bên cạnh đó, vòng sẽ giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển trong mọi khía cạnh. Xin chúc mừng tuổi Dậu là con giáp may mắn có sự đồng hành của cục diện tam hợp trong 15 ngày cuối tháng 4 âm lịch. Điều này sẽ báo hiệu sự suôn sẻ đang xảy ra trước mắt. Vận mệnh có những tín hiệu khởi sắc rõ rệt, đường công danh sự nghiệp được các tinh nâng đỡ, đạt được bước tiến đáng kể, công việc hành thông kéo dài, tài lộc tăng tiến, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, kinh doanh buôn bán được lợi lộc trời ban. Hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi, chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định. Bên cạnh đó, các thần bán hợp rất có lợi cho đường tình duyên của tuổi Dậu. Các dấu hiệu cầu hôn, đính hôn, cưới hỏi khá rõ nét. Với các cặp đôi đã qua thời gian tìm hiểu, tình cảm ngày càng mặn nồng, có thể tính đến chuyện hạnh phúc trăm năm. Tuy nhiên, do nguyên lệnh lâm đất dự báo về những rủi ro, bệnh tật mà những chú gà có thể phải đương đầu. Hung tinh này khiến bản mệnh có nguy cơ đối diện với nhiều nguy hiểm và bệnh tật bất ngờ. Cho nên bản mệnh cần tìm cách để tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch, đi lại cẩn thận. Thứ nhất, về sự nghiệp. Theo dõi tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Dậu cho thấy, vận trình sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Đặc biệt là thời điểm 15 ngày cuối tháng. Bản mệnh được quý nhân tam hợp che chở và nâng đỡ, hứa hẹn nhiều điểm sáng rất mới, đáng mong đợi. Các thần này hỗ trợ những chú gà khá tốt trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao, nơi công sở. Bản mệnh vừa được cấp trên hậu thuẫn, lại có cấp dưới đồng lòng, đồng nghiệp nhiệt tình, mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Có thể nói thời gian này sẽ thấy rõ dấu hiệu thăng tiến trong sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Dậu bằng sự nỗ lực và sự phấn đấu không ngừng nghỉ, cộng thêm chút hài hòa về vận thế, bản mệnh đang gặt hái những thành quả hết sức xứng đáng. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm thuận lợi để tuổi Dậu mạnh dạn tiến hành các kế hoạch, định hướng lớn lao đã ấp ủ từ lâu.
Đừng quá lo lắng, hãy cứ tự tin vào năng lực của mình. Cố hết khả năng, rồi bản mệnh sẽ đạt được những thành tích đáng tự hào bằng chính đôi bàn tay của mình. Tử vi còn cho thấy có thêm sự xuất hiện của thiên ấn, công việc của mệnh chủ tuổi Dậu sẽ tiến triển tốt theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. Ngoài ra bản mệnh còn dễ hợp tác thành công, ký kết không ít hợp đồng béo bở, đem lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty và bản thân. Tuy nhiên mệnh chủ vẫn cần lưu ý, thành công nhưng đừng vội đắc ý, kéo hút vận tiểu nhân quấy phá, lợi bất cập hại. Thắng không kiêu, bại không nản, đó mới là thái độ đúng đắn của người tài giỏi. Đặc biệt để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi hung tinh, tà ma, những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp tuổi Dậu tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Thứ hai, về tài lộc và tiền bạc. Căn cứ vào tử vi tháng 4 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, cùng với công việc thuận lợi, vận trình tài lộc của tuổi Dậu cũng trên đà khởi sắc. Dù là đang làm công ăn lương hay kinh doanh, buôn bán tự do, trong 15 ngày cuối tháng đều gặt hái kết quả như ý. Bản mệnh đang có nhiều cơ hội kiếm tiền, kinh doanh buôn bán được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định, có khả năng các đề nghị tăng lương hay mức thưởng, hoa hồng của bản mệnh sẽ được chấp thuận. Hơn nữa, bản mệnh khá khéo léo trong các mối quan hệ xã giao. Đây chính là thời điểm để bản mệnh tận dụng triệt để những mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó, rất có lợi cho việc kinh doanh, đầu tư trong 15 ngày tới đây. Hùn vốn đầu tư trong giai đoạn này hoàn toàn thích hợp khi các khí từ cục diện bán hợp đang lan tràn. Nếu đang có sẵn nguồn vốn rủng rỉnh, bản mệnh có thì thử sức. Có điều, làm gì cũng cần bình tĩnh, thận trọng, bởi bạch hổ hung tinh có thể mang đến điểm xui xẻo, phá tài bất kỳ lúc nào. Dù có ham tiền đến đâu, bản mệnh vẫn cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác làm ăn hoặc đầu tư mờ ám. Đừng bất chấp pháp luật mà làm liền, kẻo vi phạm pháp luật vướng vào lao ngục. Bản mệnh chỉ cần lưu ý trong đầu tư, biết đúng điểm dừng, tránh tham thì thâm là được. Ngoài ra, thầy gia cát khuyên nếu muốn kích hoạt tài lộc, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi đến những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân, ganh ghét, luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho mệnh chủ tuổi Dậu. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân giúp đỡ, che chở, phát triển sự nghiệp, việc đầu tư làm ăn trong thời gian sắp tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.